Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt hàng 100 máy bay chiến đấu F-35 do hãng Lockheed Martin phát triển trước khi bị loại khỏi dự án đa quốc gia này vào năm 2019 vì hệ thống phòng không S-400 của Nga. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Gavusoglu nói rằng nước này đã trình bày rõ quan điểm về việc mua hệ thống S-400 và nhắc lại nhiều lần rằng việc Ankara bị loại khỏi chương trình F-35 là không công bằng. Ông tiếp tục thúc giục Washington hoặc là đưa Ankara quay trở lại dự án hoặc là hoàn trả số tiền đầu tư, nếu không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tính đến các giải pháp khác. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ thiếu các lựa chọn khác. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tìm sang các nước khác. Chúng tôi luôn có sự thay thế. Ông Cavusoglu nói rõ thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua thêm các chiến đấu cơ Su-35 và Su-57 do Nga phát triển nếu như Hoa Kỳ từ chối giải quyết vấn đề. Đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Hoa Kỳ đã đề nghị bán 40 máy bay chiến đấu F16 mới cho Ankara cùng 80 bộ hiện đại hóa cho phi đội F16 hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ để đền bù cho dự án F35. Ông Erdogan mới đây nói thêm rằng, ông sẽ xác nhận lời đề nghị này với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên lề hội nghị khí hậu COP26 tại Glasgow vào cuối tuần này. Trong cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 10, ngoại trưởng Cavusoglu nói rằng có những quan điểm khác nhau về vấn đề này tại Washington, nhưng thái độ của chính quyền ông Biden mới là quan trọng nhất để thuyết phục quốc hội thông qua thỏa thuận. Trước đó, một nhóm 11 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc với chính phủ về việc bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ, ám chỉ rằng quốc hội sẽ ngăn chặn thương vụ này. Các nhà lập pháp trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Erdogan vào tháng 9 rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiếp hệ thống tên lửa S-400 của Nga Họ cho rằng Hoa Kỳ không thể làm tổn hại an ninh quốc gia bằng cách bán máy bay cho một đồng minh NATO mà tiếp tục hành xử như một địch thủ. Hoa Kỳ vẫn cho rằng Moscow có thể sử dụng S-400 để thu thập thông tin mật từ F-35 và khẳng định tổ hợp này sẽ không tương thích với hệ thống của NATO. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục nhấn mạnh rằng hệ thống tên lửa của Nga sẽ không được tích hợp vào bất cứ thiết bị quân sự nào của Liên minh quân sự. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết hôm 27 tháng 10, quan chức quốc phòng hai nước đã gặp nhau để thảo luận về giải pháp cho vấn đề F-35. Tại đó, Hoa Kỳ duy trì cam kết giải quyết một cách thấu đáo sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ trong chương trình F-35 theo ông mark zuckerberg công ty meta có hai bộ phận chính một bộ phận đảm nhận việc duy trì các ứng dụng và dịch vụ hiện có bộ phận còn lại chịu trách nhiệm phát triển tầm nhìn tương lai cái tên facebook do đó không còn phù hợp vì không bao hàm đầy đủ những sản phẩm mà công ty đầu tư xây dựng ceo mark zuckerberg bày tỏ kỳ vọng meta có thể kiến tạo nên một thế giới nơi con người là trung tâm công nghệ hỗ trợ và nền kinh tế sáng tạo được mở rộng nhiều người dùng tỏ ra không quá quan tâm đến bước đi thay đổi nhận diện thương hiệu của Facebook và cho rằng, về bản chất, đây vẫn là một mạng xã hội như cũ. Tôi đã không sử dụng Facebook được khoảng một năm rưỡi, chủ yếu là do các nội dung không phù hợp trên nền tảng này. Do đó, tôi không biết thông tin về việc công ty vận hành mạng xã hội này đã đổi tên thành Meta. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định, việc Facebook đổi tên là một động thái không sáng suốt trong bối cảnh mạng xã hội này đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích do lạm dụng dữ liệu người dùng, khuyến khích các thông tin gây tranh cãi và không đảm bảo sức khỏe cho người dùng vị thành niên. Because, uh, all, việc Facebook thay đổi nhận diện thương hiệu khiến cộng đồng cảm thấy họ đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi các tranh cãi thay vì giải quyết tận gốc những vấn đề của nền tảng. Theo CEO Mark Zuckerberg, Meta sẽ sở hữu nhiều sản phẩm, ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin như Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, hãng cũng tiết lộ kế hoạch tách Facebook Reality Labs, nhóm phát triển công nghệ thực tế ảo khỏi phần còn lại của công ty khi báo cáo các hoạt động tài chính. Benny Black được phát hành năm 1840 là con tem đầu tiên của hệ thống bưu chính do Roland Hill thiết kế con tem Benny Black in hình nữ hoàng Victoria được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1840 từ một kho lưu trữ bưu chính tại Anh thuộc sở hữu của Robert Wallace, một chính trị gia người Scotland. Lý do con tem này đặc biệt là vì nó là con tem đầu tiên và ra đời sớm nhất được biết đến. Nó được in từ chính tờ giấy đầu tiên trong lô tem năm đó và được đích thân ông Wallace ký tên, ghi ngày tháng và ghi chú của mình trên sổ lưu niệm. Khoảng 10 năm trước, ông Allen đã sở hữu con tem này. Ông đã thực hiện dự án nghiên cứu kéo dài 3 năm để xác định tính xác thực của con tem. Con tem sắp được đem đấu giá đã có giấy chứng nhận từ Hiệp hội Tem học Hoàng gia và Hiệp hội Tem học Anh. Nữ hoàng Anh Elizabeth hôm qua đã tham dự sự kiện trao thưởng thơ văn trực tuyến từ lâu đài Windsor và chứng kiến lễ trao huy chương vàng cho nhà thơ và dịch giả người Anh David Constantine Hình ảnh từ video trực tuyến cho thấy Nữ hoàng mặc váy hoa sang trọng, đeo chuỗi ngọc trai và mỉm cười tươi tắn như thường lệ. Trước đó, Nữ hoàng Elizabeth đã phải nằm viện một đêm vì sức khỏe không tốt. Tuy nhiên, bác sĩ đã xác nhận bệnh lý của Nữ hoàng không liên quan đến Covid-19. Đây là lần nằm viện qua đêm đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth trong nhiều năm. Nữ hoàng Anh đã 95 tuổi, được các chuyên gia đánh giá có sức khỏe rất tốt và thường xuyên tự lái ô tô. Nữ hoàng đã bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể tham dự buổi tiệc chiêu đãi vào tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, Scotland do khuyến nghị của bác sĩ. Thay vào đó, Nữ hoàng sẽ gửi thông điệp về chống biến đổi khí hậu tới các nhà lãnh đạo thế giới thông qua một video. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus công khai chỉ trích các cường quốc thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển G20 sắp nhóm họp tại Rome vào cuối tuần rằng họ sẽ không thể tiếp tục mặc các nước nghèo tự xoay sở trong đại dịch này. G20 có khả năng đưa ra những cam kết chính trị và tài chính cần thiết để chấm dứt đại dịch này. Chúng ta đang ở thời khắc quyết định, đòi hỏi vai trò lãnh đạo kiên quyết để khiến thế giới an toàn hơn. Theo ông Tedros, hiện cần thêm nhiều khoản đầu tư để đảm bảo cung cấp vaccine ngừa COVID-19. Việc xét nghiệm và điều trị nhằm ngăn chặn thêm 5 triệu ca tử vong có thể xảy ra trong cuộc khủng hoảng này. Ông Tedros cũng nói thêm rằng, khoản ngân sách 23,4 tỷ đô la Mỹ là quá mờ nhạt so với con số hàng nghìn tỷ đô la Mỹ tổn thất kinh tế do đại dịch gây ra và các gói kích thích kinh tế để hỗ trợ các nước phục hồi sau đại dịch. Dự kiến chương trình tăng tốc tiếp cận công cụ COVID của WHO, ACTA sẽ sử dụng số tiền này để phát triển, sản xuất, thu mua và phân phối các công cụ để xử lý đại dịch COVID-19. Việc đầu tư đầy đủ cho chương trình ACTA là một vấn đề an ninh sức khỏe cấp bách toàn cầu cho tất cả chúng ta. Giờ là lúc phải hành động. Tuy nhiên, lời kêu gọi của WHO có nguy cơ gặp phải số phận tương tự như các nỗ lực trước đó để khiến các nước phát triển hành động trước khoảng cách ngày càng tăng trong việc phòng chống dịch bệnh giữa các nước giàu và nghèo. Theo WHO, mới chỉ có 0,4% cuộc xét nghiệm và 0,5% liều vaccine được triển khai tới nay là được sử dụng tới các nước thu nhập thấp vốn chiếm 9% dân số thế giới. WHO cho biết, chương trình ACTA sẽ chuyển trọng tâm sang giải quyết khoảng cách nguồn cung tại các nước nghèo. Chương trình ACTA đã sản sinh ra cơ chế COVAX nhằm phân bổ công bằng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Đến nay, COVAX mới chỉ phân phối được 425 triệu liều vaccine cho 144 quốc gia và vùng lãnh thổ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Nhà khoa học hàng đầu WHO Somia Swaminathan nói rằng hơn một tỷ liều vaccine đã được cam kết viện trợ cho cơ chế này, nhưng đến nay mới chỉ có 15% được thực hiện hóa. Trong khi đó, có 62 quốc gia đã bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường. Theo đó, gần một triệu mũi tiêm bổ sung đang được tiêm mỗi ngày, gấp 3 lần số vaccine được tiêm ở các nước thu nhập thấp. WHO hiện thúc giục các nước hoãn tiêm vaccine tăng cường cho tới cuối năm nay để giải phóng các mũi tiêm cho những nước nghèo đang thiếu hụt vaccine.